Kính thưa quý khán thính giả, hiện ngày càng có nhiều các nhà hoạt động ở Việt Nam bị côn đồ tấn công và hành hung. Điển hình là trường hợp của anh Nguyễn Chí Tuyến và anh Đinh Quang Tuyến bị đánh hồi tháng 5 năm nay. Sau đây Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với anh Nguyễn Chí Tuyến và anh Đinh Quang Tuyến về những vụ việc liên quan. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Xin được chào hai anh Nguyễn Chí Tuyến và anh Đinh Quang Tuyến. Câu hỏi trước tiên Hòa Ái xin được hỏi anh Nguyễn Chí Tuyến rằng có phải cái vụ việc mà anh bị côn đồ hành hung hồi đầu tháng 5 vừa qua đó là lần đầu tiên không thưa anh? Nói về chuyện bị hành hung thì lần này là coi như là lần đầu tiên bị hành hung và bị tấn công. Còn những cái lần trước thì nó chỉ là họ những cái sách nhiễu của họ thì họ chỉ bắt bớ, và trong cái lúc mà đi biểu tình thì nó không lắm, tôi coi đấy là nó một phần nào đấy nó bình thường thôi. Nhưng mà cái lần này mà bị tấn công, bị hành hung ấy thì nó khá nghiêm trọng, bởi vì là nó có thể chưa đến lấy tính mạng tôi, nhưng mà có thể là nó gây tôi có thể trở thành người mất trí nhớ, hoặc là có thể trở thành người bị mắt loa. Nên là tôi nghĩ rằng lần này là lần nguy hiểm nhất đối với tôi kể từ trước này. Thưa anh Đinh Quang Tuyến, từ khi mà bị đánh vào hôm 19 tháng 5 đó và anh nói là công an mật vụ tấn công, sau đó anh phải trải qua một cuộc giải phẫu để mà nâng cái sụn mũi đó, thì hiện nay sức khỏe của anh ra sao? Sau khi bị đánh, ngày 19 là bị đánh, ngày 20, 21, ngày 22 là vào bệnh viện, thì là ngày 22, chiều 22 mổ, 8 giờ tối xong. Rồi sau khi mổ thì nó đau đến sáng ngày 23 đó thì đỡ hơn. Rất là may mắn là sau khi mổ thì cũng không có một cái biến chứng nào hết á. Thì có ngày 24 là tôi cảm thấy là khỏe rồi, nó gỡ được cái băng ra, mặc dù bệnh viện đầu kêu là ở để 5 ngày nhưng mà tôi gỡ ra được. Uống thuốc rồi chừng 31 ngày sau là mình cảm thấy là không có đau nữa. Thưa anh Nguyễn Chí Tuyến, sau khi bị tấn công bằng vũ lực gây thương tích như vậy đó, thì anh có ghi nhận thấy là dấu hiệu anh tiếp tục gặp nguy hiểm hay không? Kể từ hôm họ hành hung, tức là ngày 11 tháng 5 cho đến hôm nay thì khoảng một tháng này, thì cái việc mà họ theo bám tôi thì họ không dám theo bám nữa. Thế nhưng mà còn cái việc mà họ theo dõi từ xa hay là cái bằng nghiệp vụ nào của họ thì tôi cũng không thấy, chưa thấy hoặc là chưa thấy. Và thực ra tôi quan tâm đến chuyện đó. Vì nếu cảm thấy là việc của họ cứ việc làm, thế còn việc của tôi thì tôi cảm thấy việc gì thì tôi vẫn cứ làm bình thường. Thế còn tôi không thấy họ theo sát tôi như là trước khi việc này nó xảy ra. Là một nhà hoạt động xã hội nhân quyền ở Việt Nam, anh nghĩ sao khi mà tình trạng ngày càng có nhiều côn đồ hành hung những người dấn thân như anh? Theo mà tôi được biết, hôm nay tôi gặp sư Nguyễn Văn Đài đó, anh em mới gặp nhau đó, tôi cũng có hỏi chuyện, thì là theo sư Đài đó thì trong chính phủ Việt Nam cũng có hai phe, một phe là muốn vào TPP, một phe thì phá. Cái phe phá đó thì là đánh đập để mà tạo tác động để làm cho cái dư luận của Mỹ nó sẽ chống lại cái việc mà cho vào TPP. Cái hôm đó là mà tôi bị đánh, có một vị thứ trưởng gì đó vào Sài Gòn, cho nên là tôi bị đánh. Họ lựa một cái nhân vật nào đó ngẫu nhiên, hoặc là có cái ảnh hưởng chút xíu, có cái nổi nổi trội chút xíu, hoặc có cái gì đó không biết, nhưng mà họ đánh để mà mục tiêu là theo cái vô đàn là như vậy. Theo như chia sẻ của anh thì anh có nghĩ rằng việc côn đồ hành hung với cái mức độ ngày càng tàn bạo hơn như vậy đó sẽ tạo ra sự sợ hãi cho những người trẻ dấn thân vì xã hội dân chủ văn minh hơn hay không? Cái ý của nhà cầm quyền đó, an ninh thì họ phần nào có, họ đánh mình á thì họ biết bản thân mình thì ý như là mình đã đấu tranh thì mình không có sợ đánh rồi. Thì người ta đánh mình là mục tiêu là để giành mặt những cái người nào mà chuẩn bị bày tỏ giống như mình. Nhưng mà có thể nói nó là cái hiệu ứng ngược. Ngược lại thì khi mà máu đổ đó thì cái lòng thương xót của công chúng đó, nó bừng dậy, và có thể nói là nó mạnh hơn là sự sợ hãi, dẫn đến cái việc mà cái con người, những người mà thể hiện cái sự phản kháng đó, thông qua cái sự xót thương người anh em đó, mạnh lên.
Và như vậy là cái phong trào, cái tinh thần mà phản kháng, đấu tranh là nó mạnh hơn trước khi mà tôi bị đánh. Và thưa anh Nguyễn Chí Tuyến, Hoài được biết về hiến chương 2015 mà các bạn trẻ tham gia ký tên vào sau khi cả hai anh bị côn đồ tấn công. Vì sao họ phải ràng buộc tham gia ký kết vào bản hiến chương này mà không như trước đây là chỉ trên tinh thần tự phát mà thôi? Là cả một tập thể các anh em chị em có những cái suy nghĩ mà sau khi, bởi vì nó một loạt những cái chuyện là sách nhiều bách bớ đánh đập, rồi gần đây nhất là cái vụ việc của tôi và ở ngoài miền Bắc, rồi đến vụ anh Tuyến, rồi còn một số người khác nữa, thì xưa nay chúng tôi cái chuyện mà bảo vệ lẫn nhau ấy thì nó vẫn có, nhưng mà nó mang cái tính tự phát và mang tính tình cảm là nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn là nó có một cái gì đó mang tính ràng buộc, và cái sự cam kết nhau phải có cái sự hỗ trợ và cái sự nhau cũng trong vấn đề mà để chống lại cái sự sách nhiễu và đàn áp của phía nhà cầm quyền, và đặc biệt là phía công an an ninh. Thì chúng tôi nghĩ là phải cần phải có một cái văn bản kiểu dạng như thế. Nên là chính đấy, là anh chị em đã ký vào một cái bản gọi là bản hiến chương 2015. Cái bản hiến chương này thì mọi người nói rằng là phải cam kết là tính bằng hành động nhiều hơn, chứ còn lời nói thì nó quá nhiều rồi, và nó nặng về, nghiêng về phần nhiều về cái tính hành động. Cho nên là kể cả bằng không gian mạng, hành động bằng bài viết, hay hành động trực tiếp xuống đường khi mà bị bớ, thì hay là sách nhiễu, thì chúng tôi có thể huy động mà anh em thực hiện bằng cái việc là đến để hỗ trợ và biểu tình ngay tại chỗ đó, hoặc là đi đòi người, hay là tiến hành phát động một cuộc biểu tình trước các cơ quan công an, ví dụ như Bộ Công an hoặc là các sở công an chẳng hạn. Thì khi họ mà bắt người trái phép hay gì, chúng tôi sẽ lên tiếng ngay lập tức, chứ không không có phải đợi hay là kiến nghị gì cả, mà khi mà lời phát động đưa ra, mà khi sự việc đưa ra, mọi người có trách nhiệm và phải làm việc đấy, và mang tính bắt buộc ràng buộc nhau khi cần là phải có mặt. Đấy là cái tinh thần hiến chương 2015, nó khác hơn so với lại trước kia là như thế. Chân thành cảm ơn hai anh Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến dành thời gian cho buổi phỏng vấn này với Đài Á Châu Tự Do.